Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp đêm giao thừa tại 7 điểm, gồm thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 5 huyện Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương sẽ tổ chức chương trình văn nghệ và trưng bày chuyên đề chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024 chợ Tết quê. Trong dịp này còn diễn ra nhiều hoạt động khác như triển lãm thư pháp, hát ca trù chống quân, tuyên dương học sinh xuất sắc, tổ chức các giải thi đấu thể thao.